Rồi mấy chị em tới rồi, đi vô luôn. Đi luôn. Hello anh. Lên luôn. Ok, vô, lên luôn mấy chị ơi. Đi chơi vui vẻ nha mấy chị. Đi thẳng ra sao luôn chị em ơi. Em có thấy bao nhiêu người chị? Dạ. Đi tên, đi một từ luôn. Dạ. Em cháu cứ xài. Ok, rồi. Mấy chị đi chơi vui vẻ nha. Ok. Kiểm ơi, kiểm coi đầy đủ chưa? Dạ. Bánh mì rồi đi hâm cơm rồi đi để em kiểm coi đầy đủ không nha. Mấy chị chỗ nào ngồi chỗ đó đi. Thấy rồi, mấy chị đi chơi vui vẻ nha. Chúc mấy chị đi chơi vui vẻ nha. Ủa chứ ở lại hả? Ừ, em ở lại, em đi sau. Đi ra sau xe. Ừ, ra sau xe, ra sau xe ngồi dưới. Đi chơi vui vẻ nha mấy chị, bữa nay đi chơi mấy chị phải chụp hình nhiều nhiều á, bông đẹp, bông đẹp lắm. Dạ, bông đẹp lắm á. Number one. 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 Number
Tới vùng bông này nghe bà con ơi. Quá trời đẹp luôn bà con ơi. Quay cho bà con mình coi một vòng nha. Đi tới đây là mê mệt luôn á. Nhìn chút là cái mừng. Nhưng mà cũng ok, đi cũng không đến nỗi nào. Bông nở rất là đẹp nha bà con mình, đủ loại màu hết trơn á. Năm muốn đứng đây thì em chụp cho năm tấm đẹp nè. Vậy hả? Không, đứng đây nè chụp cho năm hết tấm đẹp lắm. Đứng đó đi. Đứng đó đi chụp cho 5 tấm. Đẹp lắm. Quá trời quy cả cánh đồng hoa tulip nha bà con ơi. Đi vô đây mà mê mệt với mấy cái bông luôn á. Đủ màu sắc hết á. Đúng rồi.